Vâng, xin chào bác, chào anh em. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em đang ở trên kho. Em đang trên kho thì em thấy còn một em vàng bãi AB K1200 mã đấy các bác này. K1200 mã. Bộ này thì rất nhiều anh em hỏi nhưng em ấy đang tưởng hết hàng. Thế đây còn một em. Còn em thanh lý luôn cho bác anh em nhé. Sót là một em trên kho. Hàng bãi còn rất đẹp các bác. Bác nhìn này, thì gần như là không có vết xước luôn. Đấy. Với hình thức này gần như chỉ đến 99%. AP cầm 1.200 mã, hàng bãi đẹp cho anh em luôn. Quay mặt sau luôn. Đây, các nhìn, đây là cái dâu để bắt wifi các bác nhé, chứ không phải là bluetooth đâu. Dòng này thì không bluetooth các bác. Có cổng quang, cổng quang C, có cổng đầu vào AV, đây có cổng đầu ra rồi. Và đây cái dâu này rất nhiều anh em nhầm thì phải bảo tại sao anh không bắt được bluetooth. Thì dâu này nó dâu phát wifi để kết nối phần mềm đấy các bác. Chứ không phải là dâu bớ tút đâu khoác nhé. Để chia sẻ lại cho anh em một chút. Bấm này rất dễ sử dụng các bạn, rất tiện sử dụng này. Có bấm chọn mốt 1, 2, 3, 4 này. Để em sẽ cài sẵn cho các bác anh em luôn. Em này thì nó có cả cái app để sử dụng ở trên điện thoại để tăng giảm bát chép rồi các bác tăng giảm to nhỏ trực tiếp trên điện thoại được luôn. Rất tiện lợi. Khi mà các bác sử dụng ở đây thì các bác bấm mốt nào thì đèn sáng ở mốt đó nhé. Chứ các bác không lo không có cái nút này thì không biết là về thì biết là chọn là mút ở mốt nào. Và chiếc bạn app này, chiếc app bi và chiếc app vô cực các bác. Để các bác không sợ trẻ em vặn bị gãy đâu. Cái này cũng tương tự thế, khi có điện vào đèn sẽ sáng thôi. Và tất cả logo này, logo AP này khi mà có điện vào nó sẽ sáng. Rất đẹp, rất gọn gàng. Một dòng vang số rất là quen thuộc với bác anh em rồi. Vang số APK1200 mã. Bên em mình vẫn tặng đầy đủ cái dây kết nối như dây kết nối máy tính cho bác anh em luôn nhé, hay là điều khiển đầy đủ cho anh em luôn, chứ không thiếu đâu, đầy đủ cho bác anh em luôn ạ. Dòng vang số APK1200 mã này chắc phải giới thiệu nhiều về chất lượng của em nó nữa. Chất lượng thì đã được anh em sử dụng bao nhiêu năm nay khẳng định rất là ngon lành trong tầm phân khúc giá rồi. Em thanh lý một em này giá chưa đến 3 đồng. Đấy, thanh lý luôn cho anh em luôn. Em này thanh lý là 2.9, 2.900.000. Thanh lý luôn cho anh em luôn nhé, có một em thôi. Bắt đầu nhanh tè có gọi điện trực tiếp đến cho bên em. Số điện thoại ở trên phần tiêu đề các bạn. Đấy, báo giá luôn cho anh em luôn. Phán số cực kỳ hay. CPB này thì vượt khá là mượt mà đấy các bạn. Mẫu vàng để cho anh em có thể làm sự kiện nhỏ đều được, hoặc là các bác anh em có nắp phòng đều được hết. APK1200 mã. Anh có nhu cầu thì các bác liên hệ sớm bên em nhá. Và anh em xem video thì nhớ cho một like, đăng ký kênh.